là cái chương trình học của mình nó sẽ như sau đấy. Cái khóa học của mình bao gồm 10 buổi. Thì cái ngày đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ học về cái việc đấy là mình phải hiểu về cái hạt cà phê của mình. Mình phải hiểu được là mình đang bán cái gì cho khách hàng của mình. Rồi sau đấy thì là mình mới bắt đầu để sử dụng nó được. Thì buổi đầu tiên này là mình sẽ cần phải hiểu về hạt cà phê. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ phải hiểu về cái cấu trúc của máy xay và máy pha, hiểu được cái cấu tạo bên ngoài và cấu tạo bên trong. Đó. Và mình sẽ tập trung vào cái máy. Và nếu còn thời gian mình sẽ thử làm và shot cà phê espresso. Và ngày mai nó sẽ là nội dung liên quan espresso. Tức là mình sẽ uống cà phê có cái mức nặng hơn. Hôm nay mình sẽ uống nhẹ thôi. Hôm nay uống nhẹ nhàng. Nhưng ngày mai nó sẽ nặng đô hơn. Thì anh em hãy chuẩn bị trước cho em, nếu mà một người là sợ say thì có thể mang những ít đồ ăn đi. Ngày mai buổi sáng và buổi chiều thì là mình sẽ là học cái espresso. Buổi thứ năm là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ cần phải hiểu về cái việc này, là mình hiểu về sữa. Về sữa, tại vì là khi mà mình đã làm cái cà phê espresso thì cần phải hiểu về sữa. Buổi thứ sáu, năm, sáu, bảy là mình sẽ liên quan đến việc là kỹ thuật sữa, kỹ năng liên quan đến sữa. Buổi thứ tám đấy là mình sẽ liên quan đến là menu đồ uống. Mọi người cần phải có một cái menu để mình có thể là bán chốt nhà nước, làm sao để bán cái đen không được, đúng không? Cái sữa không được, đúng không? Mình phải có một số cái menu liên quan đến cái việc là khách hàng. Buổi thứ chín thì mình sẽ liên quan đến những cái kiến thức còn lại và mình sẽ học về cái việc là dịch vụ khách hàng. Và buổi thứ mười là mình sẽ liên quan có sẽ là liên quan đến việc là mình sẽ kiểm tra, mình sẽ có phải kiểm tra cuối để xem nào mọi người. Chúng ta là kiểm tra một cái hơi hơi mình sợ và kiểm tra ấy, nó không có mục đích là để đánh đỗ một trường, mà là mục đích là để cho bọn em hiểu xem là mọi người đã học được những cái gì từ cái khóa học này và mọi người cần phải chuẩn hơn nên có cái chúng ta không đánh hơi học được. Mọi người nắm được cái lịch của mình rồi đúng không? Thì hôm nay nói chung là cái nội dung của mình sẽ thiên về lý thuyết nhiều hơn.